kính chào quý vị khán thính giả chương trình nguồn sống hỏi đáp về đạo Chúa chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ đặc biệt của đài truyền hình Việt Today và với sự lĩnh hướng của linh mục Giuse Nguyễn Văn Thư và như thường lệ chúng tôi xin được chào đón linh mục Giuse Nguyễn Văn Thư đến với chúng ta hôm nay chào cha thưa cha chào anh Tuấn và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả quý yêu dạ, cảm ơn cha đã đến với chúng con hôm nay xin uh, phép cho con được vào ngay những cái câu hỏi mà chúng ta đã nhận được trong thời gian vừa qua uh, có một cái uh, thói quen một cái tục lệ của người do thái tức là phải dâng con đầu lòng cho chúa dâng con đầu lòng cho chúa có phải dân đi tu hay là dân như thế nào thế chứ ừ, Tuấn cũng có những cái ý kiến lạ lạ ha chắc đọc là... thánh kinh nhiều ha không phải đâu người ta hỏi thôi chứ <laughs> nó gốc là thế này để kỷ niệm cái ngày sắp sửa ra đi rời <laughs> cái chuyện nô lệ từ Ai Cập được yeah. thoát đó. thì chúng ta biết là Chúa sai Sen đây cùng với ông A Aaron là anh ruột đó. Yeah. tới gặp vua Pharaoh ông A Aaron là anh vợ hay anh ruột nhá ruột. anh ruột của ông Mai Sen oh, vậy đấy. Yeah. 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 Ờ, trong cái 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 đường đi về đã có một cái cô em đó là Miriam yeah. đại khái cũng là Maria đó. ba ba anh em ruột mà yeah. đó thế thì nhân tiện nói là để tôi nói luôn là cái lúc mà đi về để gặp vua pharaoh để ra đi đó yeah. thì vợ con và gia đình nhà vợ vẫn ở một cái chỗ bên sa mạc yeah. chứ không có về với ông ấy đâu yeah. mãi sau mới gặp lại đó yeah. thì không biết là vì sao có nói là khi ông mới chết ở cái núi nemo đó thì vợ con thế nào không ai nói đến nữa nhưng mà đại khái là nghĩa là chúa bảo ông ấy làm 10 cái dấu lạ ở yeah. ờ mà các người gọi uh, là thầy phù thủy của Ai Cập cũng muốn tới để thách thách thức thách đố, yeah. à, Cứ tưởng là ông này cũng là phù thủy cho nên cũng lại là làm lại, nhưng mà đương nhiên là làm sao mà qua mặt Chúa được? Yeah. Cho nên là tại vì ông vua Pharaoh nghĩ rằng là cái này cũng giống mấy thầy phù thủy của mình thôi, cho nên là không có chịu đến cái lúc cuối cùng đó, Chúa mới ra tay và đại khái nói là cái anh chàng này cứng đầu quá ha, ta mới làm cái hình phạt khủng khiếp tất cả các con trai đầu lòng của người của người ai cập kể cả hoàng Cũng tử <laughs> nếu lúc đó gọi là hoàng thái tử đó yeah. của, của pharaoh đều chết chết thật đó, tức là vui sợ quá mới cho đi, đấy mới cho đi bảo thôi thôi thôi, thôi đi, đi đi lẹ đâu không? không có chết chúng tôi yeah. mà hỏi thầy cái này thầy có biết không? khi lúc mà xin đi đó người do thái qua ông Sen xin vua để được ra đi đó là có nói là bỏ luôn để về đất hứa không đất 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 Palestine không con không nghĩ là vậy Thì nói xin đi thôi nhưng mà không hẹn ngày về nhưng mà không có hẹn nhưng mà đó đó anh có có biết là nói là xin đi thế nào không dạ con không không rõ nhưng mà nhưng mà con thấy là nói thế này là lâu lắm chúa muốn chúng tôi ngưng một ít ngày giờ à, cứ ngưng nhưng mà không không nói là ngưng bao lâu nhưng mà ngưng đã để cùng ra cái phía sa mạc để như là có những tổ chức để kính thờ Chúa chứ cũng không nói là tôi mấy ngày tôi sẽ về lại là cái nói vậy để cho ông vua ông ấy có một chút cái hy vọng là nó sẽ trở trở lại tại vì lợi dụng họ quá mà Yeah. bắt phải nói là nô lệ thì biết rồi cũng giống như xin vacation đó nhưng mà không đó, bao đó, giờ đó. trở lại bắt là nung gạch nung nó cái rõ kia đá để mà xây kim tự tháp rồi coi như là người do thái là hoàn toàn nô lệ thôi yeah. không là công dân khổ vậy đó 400 yeah. năm đó yeah. đấy thế thì đến khi mà <laughs> giết con đầu lòng cái thế là vua sợ quá thôi đi 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 lẹ đi nhưng mà có nhớ không đến khi mà chừng độ được nửa ngày hay một ngày lại đuổi theo lại đổi ý tức là ông vuông tham rồi tại vì mất 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 tôi tôi tính ra có cái hơn hơn triệu đó hơn một triệu cả đàn ông đàn bà đó yeah. ừ, là ra đi đấy bao nhiêu nguồn lợi nô lệ nó nó làm phục vụ mình yeah. đấy, nhưng mà cuối cùng là vấn đề nhớ không? cái biển đỏ là, là chết đấy yeah. thế thì khi mà giết như vậy đó thì chúa nói với ông Mai sen để kỷ niệm cái biến cố giết con trai đầu lòng Ai cập đó, thì từ nay về sau đi vào để, để, để sống làm dân riêng đó là bất cứ con trai đầu lòng nào cường cho thái của dân chúa đó phải dâng cho chúa. ấy nhưng mà thời đó nó không có cái nó không có cái cái thói quen cái cái tục đi tu, cho nên là tôi có thể nói là chín mươi phần là lại chuộc lại yeah. tức là dâng cho chúa xong rồi chuộc lại chuộc lại tức là để nhắc lại cái cái, cái câu chuyện đó yeah. cũng như là hàng năm phải tổ chức cái lễ vượt qua đó. lễ lớn nhất của nhiều do thái đó yeah. và chúa giêsu ăn lễ vượt qua là chúa chịu chết trong cái dịp đó đó yeah. để nhớ lại cái chuyện thiên thần vượt qua cái cửa đó không giết con yeah. nhờ có cái cái kim máu đó, viết trên trên cửa đó yeah. tức là vượt qua là vượt qua cái đó chứ không phải vượt qua biển đỏ đâu yeah. tức là hai cái cái chuyện đó là nhớ đó thế thì phải dâng con thế thì luật nó rõ thế này nếu mà anh là nhà giàu khá khá đó thì anh phải dân chiên bò hay là đại khái như là bây giờ tính tiền ra là bao nhiêu đó. Yeah. còn anh nghèo đó thì thôi thì con chim bồ câu hai con chim bồ câu đại khái thì cũng được đó là, là cũng 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 gọi là, gọi là chữ. discount, cao yeah, yeah. trừ bớt đi yeah. đó là là cái mà là về đó. Oh tức là ừ. Ừ. dân con đầu lòng cũng giống như là xin được đến câu chuyện Chúa Giêsu với Đức Mẹ và Thánh Giuse mang ừ. Chúa Giêsu vào đền thờ sau ừ. 8 ngày để dân con đầu lòng ừ. Mình nghèo nhưng mà cũng thả một cặp chim ừ. bồ câu ra ừ. tức là thả dân dân đó, đó, con đó, đó, đầu lòng nó đó, 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 phải thả dân. phải đi mua dân mà cho đền thờ cho đền chứ đền đâu thờ. có thả dạ. thả lấy lấy gì ăn nó mất à <laughs> tức là các thầy Vi, các thầy thầy cả là được dùng cái đó, Ồ, oh, là sẽ lấy hai à. con chim đó nhậu giống như xin lễ nhậu <laughs> <laughs> nhưng mà tôi xin nói thêm cái này nhé yeah, yeah. cái này là bây giờ thì dâng con cho chúa đi tu thì làm chuyện rồi yeah. nhưng mà cái thời đó đó những cái người đi tu mình cứ tạm gọi là lo việc chúa trong đền thờ thì yeah. đâu biết là thuộc chi họ gì Levi yeah, Levi yeah. mà mình đọc cái theo tiếng Latin là Levi nhưng mà đọc cái thế tướng Mỹ lại giống cái cái cái, cái, quần áo đó Levis. <cười> Levi <cười> Levi cái <laughs> đó buồn cười vậy đó ừ. thì cả một tri tộc là chỉ lo cái chuyện phục sự Chúa trong đền thờ thôi cho nên là không có đất 12, yeah. 12 chi tộc đó thì cái đất thứ 12 đó đó là chia cho hai đứa con của ông Yuse yeah. đã có công là, là cứu nọ kia là Ai Cập ấy. Yeah. đấy thì tôi xin thêm một cái chi tiết thế này chúng ta hay tưởng tượng cái lúc mà vua Herod bị bị đại khái như là bị, bị 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 ba vua gọi là không giữ lời hứa để đến báo tin đó yeah. báo tin thì ông vua cũng giết mất tiêu rồi yeah. thì vua tức lắm vua mới ra lệnh giết ở hải nhi đó yeah. thì chúa mới báo trong giấc mộng của xe chạy lẹ đi sau ai cập cũng có ông giết đúng không yeah. nhưng mà đó có nhiều người chúng ta cứ tưởng rằng mới sinh ra được mấy ngày là chạy ngay không có đâu đối với tại sao không phải? có nghĩ là chắc cũng còn cần chịu phép rửa Đấy, đây 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 còn... đâu đâu không phải phép rửa phép <laughs> rửa ba <được> mươi <36, cười> tuổi mới rửa. cái này tức là này dân con à, trong, <laughs> thánh Luca nói rõ ràng uh -huh. 8 ngày dân con trong đền thờ nha yeah. yeah. là để đức mẹ dân con bây giờ đó yeah. presentation yeah. xong nó lại còn có cái thánh vua ca cũng nói rõ nữa, nghe không? 40 ngày thanh tẩy yeah. đức mẹ nói rõ hết, Thế cũng vài tháng. xin lỗi là cái chuyện mà để đặt tên đó, yeah. là 8 ngày, yeah. thì cái, cái, cái ngày xưa chúng ta hiểu là theo cái tục do thái phải cắt bì đó tám yeah. ngày, sẽ còn cái chuyện mà dân con với lại hay là hay là đức mẹ được thanh tẩy là 40 mươi ngày yeah. nói rõ hết

cũng phải lên điện thờ thế này thế này sau 40 ngày thì lúc đó đó yeah. thì cái ông vua kia đó ông mới chờ đợi mãi thế nọ kia thì ông vẫn cứ nghĩ là ông này đi tìm mà mà ba, chú ba, sanh, ba vua sẽ đi tìm đi tìm có khi cho cho hơn tháng đó thấy yeah. không yeah. Thế đến khi được bốn cứ cho là 40 ngày hay là 50 ngày cũng được yeah. thấy suốt ruột quá thế nên ra lại giết yeah. thì lúc đó mới chạy yeah. lúc đó mới chạy sang 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 sang, sang, sang nước Việt yeah. uh, um, uh, cho con hỏi một cái chi tiết này là thánh Giuse ừ. dẫn đức mẹ lúc đó đang mang thai Chúa Giêsu ừ. về Nazareth về miền Nam để đăng ký để đăng ký uh, giống như một cái hình thức để đăng ký hộ khẩu hoặc là ừ. ghi danh cho cái tri tộc David ừ. của mình vậy thì sanh con ở dọc đường như vậy rồi có có đi đăng ký không thưa cha theo tôi hiểu đó là đấy trong cái thời gian nó đăng ký đó chắc là 40 ngày đó thí dụ à, đó thí dụ như là đi rồi, 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 rồi kiếm chỗ trọ không có là đang rồi, rồi, rồi xanh ở trong hang đá đó. Yeah. Thì sau đó có người là giúp. Thì lúc đó trong lúc chờ đợi đó thì anh nhớ hơn 40 ngày cơ mà. Yeah. Thì thế nào cũng à, đi 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 làm công tác. Yeah. Rồi rồi thì... à, xin xin trở lại á, khi mà dân con đầu lòng ừ. thì phải có thêm một cặp chim bò ừ. hoặc là chim câu. Ừ. Thì cái cái hình thức như con chiên bò hoặc là chim câu như vậy. Chiên thôi chứ bò yeah. thôi quá. <laughs> Tức là là dân cho gia đền thờ chứ không nên phải là, là để xin chuộc lại, xin chuộc lại mình. Dạ, đó dạ. là cái thói tục của. Dạ, OK. Thì anh phải nói là <laughs> các thầy tư tế được ăn <cười> <cười> Thì ừ. tại vì các thầy tư tế không có ruộng đó không có gì. hết đó. đó, dạ. đó, đó. Ừ. Cho nên đó. Thế cha xin trở lại cái chuyện mai Sen một chút xíu. Nãy cha có nhắc đến những cái vấn đề như là ông ấy lừa vua ai cập để mà được ừ. ra rồi có nhiều cái phép lạ xảy qua như thầy phù thủy đó chắc yeah. là nhắc sơ qua một vấn đề đó trong những phút cuối cùng thế chứ tôi nhắc lại về cái chuyện ông Mai Sen nha yeah. ông ta được gọi là bà mẹ thấy tội quá chắc là chúa cũng rơi sáng đó. Yeah. là tại vì cái luật đó là sau khi mà ông vua ông ghét người cho thái quá quá mức rồi đó yeah. là con trai là giết hết trơn ta đến cái lúc nào họ ghét quá rồi đó không có cho người cho thái xanh con trai nữa đó. thì bắt buộc phải giết thì bà này bà ấy thấy chắc chúa soi sáng rồi để một vào trong một cái 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 cái, 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 cái rổ rá gì đó có 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 trết, uh, sơn đó để cho trôi trôi dòng sông nhưng mà nó trôi lẫn lờ rồi cái bà chị đại khái cũng cứ cứ đi đi, đi theo đi dọc uh, bờ bờ sông đó để theo dõi xem em mình thế nào thì cho đến cái chỗ sông <laughs> Ninh đó là là công chúa tắm yeah. thì công chúa thấy thằng này khó quá đưa về nuôi tự nhiên là công chúa thích thì 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 về sau á yeah. hỏi bài chị này và chị nói rằng là con là người do thái là em con đó thì chắc là bà công chúa thuê cái cái cô chị là vào nuôi làm làm vú nuôi luôn yeah. thế thì chắc là cũng hoặc là giấu hoặc là nói với với, với có lẽ giấu Yeah. theo những cái kiểu đó là dấu dấu là, là, là không có cho biết thằng thằng này là gốc gốc do thái yeah. ừ. thì được vào đền vua thì cũng như là con nuôi là một thứ con nuôi con của của công chúa yeah. tức là một thứ con là con cháu nuôi của, của, công của chúa yeah. thì cũng là một thứ hoàng tử ở trong trong, trong triều đó yeah. thế đến khi ông ấy có một lần ông ấy được người chị cho biết là mình là người do thái thì tìm cách nào đó mới bảo vệ người do thái thì thấy có một lần cái 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 anh gọi là anh anh cai đó anh yeah. ác quá yeah. anh đánh anh muốn giết người cho thái ông này mới, mới thấy nhào tới không kịp tức là mới lại giết cái anh đó trả thù yeah. thế là mới phải bỏ trốn đi không có là, là tiêu đời rồi yeah. đó, tiêu đời thế là bỏ trốn đi trốn sang mạc xa, 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 xa. vùng đất Medien tình cờ mới, mới mới gặp được cái ông bố vợ đó yeah. lấy người người ngoài Yeah. nhưng mà chắc là về sau là Chúa cũng hướng dẫn để mà thờ Chúa, yeah. ờ, mới gặp Chúa trong bụi gai, yeah. Chúa hiện ra trong bụi gai, bụi gai không cháy đó, yeah. cháy mà không 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 bị tàn, đó. chứ nó cháy mà không tàn đó, Chúa mới, mới trao cái sứ mạng đi về để cứu dân. Vậy yeah. thì khi ừ. ông ấy về thì ông bắt đầu ông mới challenge, ông mới thách đố vua Ai cập. Để vâng, lệnh của của Chúa. Dạ. Yeah. Nhưng mà đối với biết tại sao là phải có ông Aaron đi theo? Tại vì ông ấy bị ngọng rồi chứ ông này anh nói quạng lọng quạng yeah. lắm, tiếng nói ngọng dở lắm cho nên yeah. là ông ta chỉ ngỏ ý xong rồi ông Aaron nói với là cái người nói giống như nói, người nói, là... có, có nói hùng chuyển. biện hơn, yeah. nói với vua, yeah. thế lạ thế đó. Yeah. Cảm ơn cha, thời giờ hết rồi, mau thế, à, dạ, cho nên ừ. chúng ta lại phải chia tay ở đây và cảm ơn cha đã đến với chúng con hôm ừ. nay và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị lần tới. Lần này cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn quý đài nữa và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Xin chúc chúc lành cho tất cả chúng ta. Yeah. Xin chào.